Em xin mến chào anh chị và các bạn yêu thích cây mai vàng Trước tiên xin được chúc cho anh chị ngày mới nhiều sức khỏe, vui vẻ, may mắn và thành công trong tất cả các công việc Thì ngày hôm nay là 15 tháng 3 âm lịch Em cũng làm clip chia sẻ đến với anh chị về những cái nguyên nhân dẫn đến cho cây mai chúng ta Sau khi bấm xả tàn để chăm sóc lại một tháng, 2 tháng Nhưng cây nó vẫn chưa ra trò mới Thậm chí có những anh chị trồng từ đầu năm cho tới giờ Nó vẫn không ra trò mới ha thì nó bị nguyên nhân gì thì bây giờ em sẽ quay và chia sẻ để anh chị mình xem, tham khảo. Nếu như anh chị mình thấy hợp lý, chúng ta có thể áp dụng để chăm sóc cho cây mai của mình ha. Và cũng mong cô chú anh chị và các bạn xem video. Thì mỗi người hãy ấn tặng cho em một lượt like ngay góc cái màn hình. Để tiếp thêm động lực giúp cho em ngày càng chia sẻ tốt hơn. Cũng như giúp cho Youtube đề xuất cái video của em đến với nhiều anh em yêu thích cây mai hơn. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Thì như trong những tháng đầu năm này, anh chị mình thấy Thời tiết của năm nay nắng nóng rất là gai gắt ha. Nó không giống như những năm trước. Trong mấy tháng đầu năm này, thời tiết nhiệt độ lên tới 40, 40 hơn 40 độ ha. Cho nên không riêng gì những anh chị mình trồng ở gia đình hay anh chị mình mới tập trồng tập chơi mà kể cả những nhà vườn đã trồng lâu năm thì cũng đều bị cái tình trạng là những cái mai sau khi chơi bông tết bấm xả tàn để chăm sóc lại thì cũng có những cây nó phát triển rất là tốt, nó ra chồi rất là nhanh, nhưng có những cây nó nín, nó nằm im, một tháng, hai tháng thậm thậm chí là xả tàn từ đầu năm cho tới giờ nó vẫn chưa ra chồi mới. thì bây giờ em sẽ quay từng cái trường hợp để anh chị mình xem tham khảo. nếu như anh chị mình thấy hợp lý chúng ta có thể áp dụng. cũng như anh chị mình gặp cái trường hợp cây mai của mình giống như thế này thì chúng ta cũng biết cách để xử lý ha. Thì cái trường hợp thứ nhất đó là cây mai của anh chị. Trong quá trình chơi bông tết, cái lượng bông nó nở quá nhiều, cây nó bị mất sức, suy yếu. Cũng như ở trong cái giai đoạn tết anh chị mình sử dụng những loại chất kích thích như là chất chống rụng cánh hoa, anh chị mình phun xịt cho cây. Và sau khi chơi bông tết anh chị mình không sử dụng những cái chất giải độc để chúng ta tưới cho cây, giúp giải phóng những cái chất kích thích cũng như những cái độc tố mà nó còn tồn lưu ở trong thân cây giúp cho cây khỏe lại cũng như giúp cho cái, cái lượng nhựa trong cây nó hồi lại và nó dẫn lên cho tất cả những cái chi cành bởi vì trong cái quá trình mà anh chị mình sử dụng cái chất chống rụng cánh hoa là nó ức chế nhựa để nó kìm hãm những cái bốc nụ trên cây chậm lớn chậm phát triển cho nên sau khi anh chị mình chơi bông vào cái dịp tết thì khi đó cái lượng nhựa ở trên những cái chi cành này rất là yếu nếu như chúng ta không giải phóng để cho cây nó khỏe lại mà anh chị mình cứ để như vậy anh chị mình bấm xả tàn rồi anh chị mình lại tiếp tục sử dụng kích thích để chúng ta tưới kích rễ cho cây thì dẫn đến cho cây mai chúng ta nó càng ngày càng suy kiệt và bồ rễ của cây chậm phát triển thì khi bồ rễ nó chậm phát triển thì những cái chồi trên cây nó cũng chậm ra ha thậm chí có những cây anh chị mình bấm xả tàn nó khô chi chết cành luôn ha thì đối với cái trường hợp thứ nhất này nếu như những cây mai của anh chị mà anh chị mình bấm xả tàn chăm sóc cho tới thời điểm này cây nó vẫn chưa ra chồi mới thì anh chị mình xem lại nếu như, như cây mai của anh chị trong dịp tết chúng ta có sử dụng những chất kích thích để phun xịt cho cây thì anh chị mình ngưng sử dụng những chất kích rễ ha, chúng ta ngưng không tưới kích rễ cho cây nữa. Anh chị mình càng tưới thì cây nó càng suy kiệt và anh chị mình kiểm tra nếu như cái tàn cây anh chị mình để quá rộng thì anh chị mình côn bớt lại, loại bỏ bớt những cái nhánh nhỏ ha để cho cây nó dồn nhựa. Chúng ta chỉ lấy những cái cành lớn và anh chị mình bôi keo ở đầu vết cắt ha. Đồng thời anh chị mình sử dụng cái amiren anh chị mình pha 1 cc cho một lít nước phun ướt đều thân cành để cho nó cái lượng thuốc nó thẩm thấu nó giải phóng hết những cái độc tố trong cây và anh chị mình pha 1,5 cc cho một lít nước chúng ta tưới đều ở bầu rễ của cây thì trong cái amirin này là nó bổ sung những cái chất vitamin giúp cho cây tăng sức đề kháng cũng như giải giải phóng những cái độc tố trong cây và nó kích thích cho bộ rễ cũng như kích thích cho chồi của cây nó phát triển thì anh chị mình sử dụng amirin anh chị mình phun trên thân cành và tưới ở gốc cho cây 2 đến 3 lần và anh chị mình nếu như cây ở vị trí nắng thì anh chị che cái lưới lại để cho mát cây ha và từ từ cây nó sẽ hồi phục thì cái lượng nhựa nó lưu thông nó nuôi lên cho những cái chi cành thì chồi nó sẽ phát triển và rễ nó cũng sẽ phát triển ha cho anh chị mình đừng có nôn nóng thấy cây nó không ra chồi anh chị mình cứ tưới kích rễ liền liền hay là anh chị mình sử dụng những cái loại siêu bung chồi bung đọt anh chị mình phun thì nó càng làm cho cây nhanh chết ha và cái thời gian mà anh chị mình phun tưới cho cây là mỗi lần cách nhau từ 5 đến 7 ngày và trước khi anh chị mình phun tưới thì anh chị mình à, xả đẫm nước ha xả đẫm nước để cho nó rửa sạch chất trồng cũng như à, rửa trôi hết tất cả những cái chất phân bón kích thích mà anh, anh chị mình đã tưới từ trước nó còn dư âm ở trong chất trồng Đó, anh chị mình thấy ha công dụng của cái amirin là nó tắc, phục hồi cây sau khi ra hoa cũng như tăng sức sống cho cây mới trồng hoặc cây mới sang trọng giải độc cây khi phun quá liều những loại thuốc hóa học ha giúp tốt rễ bật mầm xanh lá thì đó là cái trường hợp thứ nhất còn cái trường hợp thứ hai cũng làm cho cây mai chúng ta nó chậm phát triển ra trò mới đó là những cái mai của anh chị trong cái dịp tết lượng bông trên cây nó nở quá nhiều anh chị mình chơi trong cái dịp tết thời gian quá lâu cây nó bị mất sức và sau tết lượng nhựa trong cây nó chưa được hồi lại chưa ổn định anh chị mình tiến hành bấm xả tàn và anh chị mình lấy cái tàn nó quá rộng dẫn đến cái lượng nhựa trong cây nó không đủ để nó nuôi cho tất cả những cái chi cành và sau khi anh chị mình bấm xả tàn anh chị mình lại kết hợp vũ bỏ chất trồng cũ để thay chất trồng mới cho cây thì ít nhiều gì anh chị mình cũng cắt bỏ một phần rễ của cây và khi cây nó đang yếu, mất sức Mà chúng ta vũ bỏ chất trồng Và cắt rễ Thì bộ rễ của cây Nó sẽ phục hồi và phát triển rất là chậm Dẫn đến cái khả năng hấp thu nước Để nó nuôi lên cho những cái chia cành Rất là yếu Nếu như thời gian dài Mà cây nó vẫn chưa phục hồi Thì nó sẽ làm cho những cái chi cành ở trên cây Trở nên teo tóp Do nó mất nước hay Thì như cây mai này của em là nó rơi vào cái trường hợp thứ hai ha anh chị. Thì cây này em cũng đã thuần chậu 2 năm. Và Tết vừa rồi thì cây nó cũng không được sung mạnh. Cho nên à, cuối năm thì em cũng có lặt lá. Cây nó cũng ra bông, cái lượng bông trên cây thì nó không có được nhiều ha. Nhưng à, do cây nó không được à, sung à, không được mạnh lắm. Thì à, sau Tết em à, con tàn và em vũ bỏ 100% chất trồng cũ em thay chất trồng mới cho cây và khi em xả tàn thì em lấy cái tàn nó cũng hơi rộng những cành nhỏ nó nhiều thì từ khi em xả tàn thay chất trồng để chăm sóc lại thì em tưới cho cây ba cử kích rễ atonic và sau khi em tưới atonic 3 lần thì em tưới cái n 3 m cho cây 3 lần Nhưng uh, sau 2 tháng Vẫn không thấy cây nó phát triển ha Vẫn không thấy những cái chồi mới nó đâm ra Và những cái cành nhỏ bắt đầu nó có hiện tượng teo tóp lại Còn những cái lá trên cây Nó chừa lại Thì nó vẫn xanh tươi dựng đứng ha anh chị Thì uh, Cái trường hợp này Em uh, quyết định Côn tàn lại Em côn tàn sâu lại ha Em chỉ lấy những cái cành to bự còn những cành nhỏ là em loại bỏ hết ha anh chị đó anh chị mình nhìn kỹ cái cây mai này ha em con tàn lại em, à, em chỉ lấy những cành to bự khỏe mạnh còn loại bỏ hết tất cả những cành nhỏ ha và bôi keo ở đầu vết cắt để cây nó không có bị uh, mất nước ha thì uh, trước khi em con tàn là em xả nước để rửa bỏ rửa sạch chất trồng tức là em xả để cho nó rửa tất cả những cái chất phân kích rễ nó còn ở trong chất trồng sạch sẽ cho đến khi em thấy nước nó chảy ra trong rồi mới ngưng ha và sau khi con tàn thì được hai ngày chất trồng nó ráo lại thì em pha cái n 3 m một năm gram cộng với một gram humic cho một lít nước em tưới đều cái bầu chất trồng và sau khi mà em con tàn lại được 10 ngày thì những cái nhánh dâm mà em chừa lại nó còn một vài cái lá trên cây thì nó sẽ bắt đầu đâm chồi ha nó bắt đầu nhú ra cái chồi lá non ra và tới ngày hôm nay thì ở trên những cái đầu cành anh chị mình thấy ha những cái chồi nó đã bắt đầu nhú nhú ra như thế này đây ha đều hết tất cả các cành luôn ha đó đầu cành nào nó cũng nhú chồi ra hết anh chị thì Do cây này là từ khi mà em uh, xử lý là em để trực tiếp 100% nắng cho nên khi em uh, con tàn lại thì em cũng không che lưới luôn, em để trực tiếp 100% nắng xem nó có phát triển nổi hay không. Nhưng uh, từ khi con lại cho tới ngày hôm nay là được 2 tuần ha. Thì uh, nó đã nhú ra hết như thế này. Đó, anh chị mình thấy ha, cành nào nó cũng nhú ra lên tới đầu đọt luôn ha anh chị. Lên tới đầu đọt. Tất cả nó đã nhú ra rồi. Thì như cây này là em vẫn đang sử dụng N3M để tưới cho cây 10 ngày một lần ha. Để dưỡng dưỡng cho bộ rễ nó phát triển. Và trong cái N3M thì nó có cái hàm lượng đạm nhẹ. Nó sẽ giúp cho những cái chồi này nó vươn ra ha. Đó, qua bên đây thêm một cây mai tàn lớn nữa ha cây mai này của em thì nó rất là lớn ha anh chị chiều cao của nó tới ba mét rưỡi ha và cái tàn ngang của nó hôm tết là 4 mét ha anh chị thì cây này em cho thuê hôm tết em cho thuê sau khi em rút về thì em con tàn và em có vũ bỏ chất trồng để em thay chất trồng mới cho cây thì nó cũng bị cái tình trạng tương tự giống như cái cây đằng kia ha nó đang mất sức mà em làm dẫn đến cây nó bị đứng lại nó không phát triển và sau 2 tháng em tưới kích rễ chăm sóc thì cái vết cắt mà em cắt bỏ cái cành ở đây là nó không kéo nhựa luôn ha anh chị không kéo nhựa luôn và sau 2 tháng thì em quyết định là con tàn lại ha em con tàn bớt lại. Em chỉ lấy vô tới những cái vị trí đầu cành lớn ha, và em loại bỏ bớt những cái chi nhỏ ở trên cây để cho nó thoáng cây ra. Thì sau khi em con lại loại bỏ bớt những cái chi nhỏ. Được 10 ngày thì em xem lại. Là em thấy những cái nhánh dâm mà em chừa lại trên cây ha đó em chừa lại một vài cái lá ở trên cái nhánh dâm thì bắt đầu nó đâm chồi nó phát triển ra ha anh chị nó đâm chồi non phát triển và những cái nụ còn sót trên cây nó cũng bắt đầu bung lụa để nó nở tức là cái lượng nhựa nó đủ sức để nó dồn cho tất cả những cái cành còn khi chúng ta để cái tàn nó quá lớn cũng như cái lượng những cái chi chi nhỏ trên cây quá nhiều thì lượng nhựa trong cây nó không phân bố đủ cho nên cây nó nín Nếu như chúng ta không xử lý kịp thời để lâu ngày Có thể làm chết cây luôn ha Ở như cái vết cắt này Sau khi em con tàn lại Được 10 ngày thì em nhìn thấy Nhựa bắt đầu nó kéo lên ha anh chị Còn trước đó là nó bằng phẳng luôn ha Sau 10 ngày là nó kéo nhựa lên Và những cái nhánh dâm ở trên cây là nó bắt đầu nó nứt chồi mới ra ha Còn là bông thì nó nở rất là nhiều Em mới lặt bỏ bông đây ha đó, mới lặt bỏ bông ngày hôm qua. Thì cây này em con tàn lại hôm đầu tháng 3 âm lịch ha. Hôm đầu tháng 3 âm lịch thì sau 10 ngày là em thấy những cái chồi non nó bắt đầu nó nhú của những cái nhánh dâm nó nhú ra, nó phát triển ra. Và tới ngày hôm nay là giữa tháng 3 âm lịch, tức là được 15 ngày. Thì ở những vị trí đầu cành là nó cũng đã bắt đầu sưng mắt ngủ nó nhú ra ha. Những cái đầu cành mà em con lại thì nó cũng sưng mắt ngủ và nó nhú đang nhú trồi ra ha và như cây mai này sau khi em con tàn lại thì em chỉ sử dụng n 3 m để em tưới ha chứ em không có tưới atonic nữa ha anh chị bởi vì trước đó khi em xử lý lần đầu là em đã tưới atonic 3 lần và em phun ở trên thân cành hai lần nhưng cây nó vẫn không phát triển do cái lượng nhựa cho trong cây nó không đủ để nó nuôi ra còn lần sau này em con tàn lại để cho cây nó đủ lượng nhựa nó nuôi ra thì em chỉ tưới n ban m ha còn nếu như những cái mai của anh chị trước đó khi anh chị mình xả tàn thay chất trồng chăm sóc lại mà anh chị mình chưa tưới atonic cho cây thì anh chị mình có thể kết hợp cái atonic chung với cái n ban m anh chị mình tưới cho cây hai đến ba lần ha thì nó sẽ kích thích cái bộ rễ được nhanh hơn cũng như cái atonic này nó là chất điều hòa sinh trưởng cho cây còn cây này của em thì em đã sử dụng trước đó 3 lần rồi cho nên em không sử dụng nữa ha và anh chị mình phải lưu ý ha nếu như cây mai của anh chị đã vũ bỏ sạch 100% chỉ lòi bộ rễ ra và anh chị mình trồng nó hơi nổi trên mặt chậu như thế này thì mỗi ngày anh chị mình phải mỗi tưới nước để giữ ẩm cho cây ha chúng ta phải tưới nước làm sao cái ở trên cái mặt chất trồng phải luôn luôn nó ẩm như thế này đó như cây mai này của em anh chị mình thấy ha chất trồng ở trên mặt luôn luôn nó phải có cái độ ẩm như thế này để giúp cho bộ rễ của cây nó mát thì nó mới phát triển được ha còn anh chị mình đã vũ bỏ một trăm phần trăm như thế này anh chị mình trồng cái bộ rễ nó hơi nổi mà anh chị mình để chất trồng nó khô thì nó sẽ làm cho những cái rễ này nó khô nó không có phát triển ra được ha thì như cây mai này của em mặc dù em có che lưới lan ha cây này em để trực tiếp ở ngoài ra giữa giữa trời nắng và em có che lưới lan bên trên nhưng mỗi ngày em phun mát ở trên cái thân cành vào buổi sáng và em tưới nước đều ở trên mặt chậu một lần vào buổi sáng ha để cho cái độ ẩm nó chắc trồng nó luôn luôn có cái độ ẩm như thế này còn nếu như trời nắng gai gắt mà tới chiều em thấy ở trên cái mặt chậu chất trồng nó khô thì em tiếp tục tưới tưới xương nhẹ lại ha. Và anh chị mình lưu ý sau khi anh chị mình con tàn lại nếu như thấy những vị trí mắc ngủ hoặc những cái trồi dâm ở trên cây mà nó đã bắt đầu phát triển cái đọt non. Thì anh chị mình phải phun sâu bò trĩ kịp thời nè ha. Chúng ta phun kịp thời để bảo vệ cho những cái chồi non chồi non nó nhú nó phát triển ra được nhanh chóng thì nó sẽ giúp cho cây cây mai chúng ta nó dẫn nước được tốt hơn ha đó thì đây là cái hiệu quả mà em đã áp dụng trên những cây mai ở vườn em sau thời gian em bấm xả tàn chăm sóc hơn 2 tháng nhưng mà nó vẫn không ra chồi ha thì sau khi em xử lý tới ngày hôm nay nó đã ra phát triển như thế này ha đó thì trên đây là tất cả những gì mà em muốn chia sẻ đến với anh chị trong clip ngày hôm nay thì uh, hy vọng có thể một phần nào giúp ích đến với anh chị trong việc trồng và chăm sóc cây mai và clip chia sẻ tới đây em cũng xin được tạm dừng trước khi kết thúc em xin được cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn luôn theo dõi và tin tưởng những gì em chia sẻ và cuối clip một lần nữa em cũng xin được chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng với gia đình luôn luôn thật nhiều sức khỏe vui vẻ may mắn bình an và hạnh phúc ha